Hai chào tất cả mọi nha. Thì buổi sáng ngày hôm nay mình đã quay trở lại rồi sau 2 ngày mất tích ha. Thì sáng ngày hôm nay thì mình có vài con chim thanh lý. Thì nói chung là chim này của ông anh ổng nuôi rồi mọi người, ổng chơi ok ha. Và ổng đang soạn thanh lý thì mình đăng thanh lý giùm thôi chứ không có gì hết. Thì anh em nào ơn thì alo cho mình ha. Thì bữa anh em nào dặn họa mi thì giờ có họa mi rồi ha. Thì con này thì bao hót, bao ok hết luôn ha. Để mình mở lồng lên cái. Có hai con hú bạc má, một con hú da bò. Để chung thì chim đều ok hết mọi người chứ không phải không. Đây. Con mi nó đang là chủ. Thì con mi đó nha mọi người, để mình kè con mi trống của mình ra nữa. Đây là cái mi mái của mình. Mình kè thử coi sao. Mi mái mình đã nhảy như một con điên. Ok, giờ thì mình xuống tiếp cái con bò đúng rồi. Ổng phải lấy chim thôi mọi người, còn lòng thì anh không bán ha. Thì anh để lòng lại, anh làm nói chung là lòng anh chơi từ hồi xưa rồi mọi người. Anh để lại anh chơi, mình nhìn anh em vô xem, anh em nhìn thấy cái lòng anh em phải ghiền nữa thôi. Đặt nó thì nó lên nước hết rồi. Đó, đó, đó. Cái con đó nó thấy mình nó sợ. Nói chung mà chim thì ổng bao mình bao anh em thôi chứ anh em đừng có lo cái việc gì hết. Mình đẩy về cho nó dễ ha. Ok, giờ mình sẽ đặt máy quay ở đây ha, để anh em phải xem ha. Tại vì cái này nó lạ chủ. Mình lên trước một con, đây là con bạc má, đây con mi, đây con bò.
ok ha, bốn tổng cộng là ba con nha mọi người. Anh em ở đây anh em xem nó hót và múa như thế nào hoặc là nó làm gì ha, chứ nó đang lạ mình, nó không thể nào nó hót ấy sung như ở nhà chủ được. Thank you.
thôi sáng nay chắc quay vô đó không rồi, nó lạ nhà lạ chủ nữa cho nên nó cũng không có chịu chơi mấy. Thì anh em nào ưng thì tới nhà bắt. Nói chung là chim này thì ảnh bao anh em tặc lỗi như này kia nọ, thì cứ có gì thì có vấn đề thì cứ báo là thôi, giống gì hết. Đây mình sẽ quay sát lại lần nữa ha, và mình kết thúc video luôn ha.